Xin chào các khán giả thân mến. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi video của mình được mọi người xem. Và tôi rất biết ơn các bạn đã dành thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để xem video này của tôi. Mong các bạn xem xong có thể giúp chia sẻ. Hãy để nhiều người biết về nó hơn. Mang lại niềm vui cho những người bận rộn hơn và làm cho cuộc sống trở nên đầy màu sắc hơn. Và tôi cũng mong mọi người có thể cho tôi một like. Đó là sự ghi nhận tốt nhất đối với tôi. Tôi rất biết ơn. Video trước tôi đã giới thiệu bí quyết thứ 3 trong 10 bí quyết cổ xưa để trường thọ. Đó là bí quyết chải đầu 3 lần một ngày để thoát khỏi mọi bệnh tật. Video này là bí quyết cổ xưa để trường thọ thứ 4. Gõ răng sáng tối 360 ngày trong năm. Dù 70, 80 tuổi, răng cũng không rụng. Y học cổ điển Trung Quốc, Nội Kinh nói rằng thận điều khiển xương, răng là phần còn lại của xương. Thận sinh tủy, khi thận khí mạnh thì khí răng sẽ dài ra. Tức là cấu tạo xương của cơ thể con người phụ thuộc vào dinh dưỡng của tủy xương, được chuyển hóa nhờ tinh chất bẩm sinh của thận. Nếu thận tinh không đủ thì tủy xương không thể bổ sung được. Răng tượng trưng cho tiêu chuẩn của thận và nền tảng của xương. Sẽ chậm phát triển, chức năng trao đổi chất kém, lung lay, bị ăn mòn, mắc bệnh hoặc rơi ra. Đây không chỉ là phương pháp chăm sóc sức khỏe răng miệng của y học cổ truyền Trung Quốc, mà y học hiện đại đã chứng minh rằng việc gõ răng có thể ngăn ngừa và điều trị các bệnh về răng miệng. Bởi vì răng không được cố định chắc chắn trong ổ răng, mà bị treo trong ổ răng bởi các sợi dây chằng nha chu. Ổ răng rất giàu mạch máu. Chuyển động sinh lý nhẹ của răng trong quá trình gõ nhẹ có thể thúc đẩy lưu thông máu cục bộ và hồi phục bạch huyết, tăng cường trao đổi chất và góp phần tăng cường sức khỏe răng miệng. Thứ hai là ổ răng là một mô có độ dẻo cao. Sự tăng trưởng và phát triển của nó phụ thuộc vào sự kích thích chức năng của răng. Dây chằng nha chu rất giàu dây thần kinh và các thụ thể cuối cùng. Khi gõ nhẹ, áp lực nhai sẽ kích thích các thụ thể cuối cùng này. Thông qua sự dẫn truyền và phản xạ của hệ thần kinh, nó có thể thúc đẩy sự phát triển của xương ổ răng và góp phần duy trì sức khỏe của các mô nha chu. Thứ ba, gõ nhẹ, một chuyển động tương tự như nhai, có thể kích thích các thụ thể thần kinh ở niêm mạc miệng và lưỡi, và truyền chúng đến tuyến nước bọt để tiết nước bọt. Nước bọt có thể làm sạch răng một cách cơ học và loại bỏ các mảnh vụn thức ăn và vi khuẩn bám dính. Đồng thời, lysozyme trong nước bọt còn có khả năng tiêu diệt một số vi khuẩn trong miệng, giúp tăng cường khả năng chống chịu bệnh tật của răng.
phương pháp gõ chuông trời. Trong y học cổ truyền Trung Quốc, gõ vào răng được gọi là gõ chuông trời. Đây là một kỹ thuật bảo vệ sức khỏe phổ biến thời cổ đại. Dân gian có câu tục ngữ miêu tả tác dụng của việc gõ răng. Gõ răng sáng tối suốt 366 ngày trong năm. 70, 80 tuổi, răng cũng không rụng. Tôn Tư Miêu, Sun Si Mẹo, một bác sĩ nổi tiếng thời nhà Đường, cũng chủ trương gõ răng 300 lần vào buổi sáng. Chuẩn bị hành động. Thứ nhất, căn chỉnh. Nói đúng hơn, cái gọi là gõ chỉ đơn giản là nghiến chặt răng. Đầu tiên, di chuyển hàm dưới về phía trước để răng cửa trên và dưới có thể cắn vào nhau. Sau đó, gõ với một lực nhẹ. Sau đó mọi người nhớ rút hàm dưới lại để răng hàm trên và răng hàm dưới cắn vào nhau, rồi gõ nhẹ lên xuống. Không có giới hạn về số lần và thời gian cho bài tập này, và bạn có thể thực hiện mọi lúc, mọi nơi. Thứ hai, gõ nhẹ. Lực gõ vào răng không cần phải đồng đều, có thể tùy theo tình trạng sức khỏe của răng. Nói chung, có thể chia thành gõ nhẹ bằng miệng và gõ nhẹ xen kẽ. Gõ nhẹ phù hợp với những bệnh nhân đã có bệnh về răng miệng. Trong khi những người có răng khỏe mạnh có thể gõ mạnh hoặc gõ nhẹ xen kẽ mạnh. Thứ ba, sạch họng. Sau khi gõ nhẹ, thường sẽ có một ít nước bọt tích tụ trong miệng. Trung y khuyên nên nuốt. Trước khi nuốt, nếu nước bọt tiết ra nhiều trong miệng và ảnh hưởng đến các hoạt động khác, bạn có thể nuốt một phần nước bọt, nhưng không được nhổ ra. Lợi ích của việc gõ răng. Thứ nhất là răng chắc khỏe. Gõ răng thường xuyên có thể giữ cho níu và mô nha chu khỏe mạnh, từ đó tăng khả năng chống lại bệnh tật của răng. Răng sẽ trở nên chắc, khỏe và trắng sáng một cách tự nhiên. 2. Thúc đẩy tiêu hóa. Quá trình gõ nhẹ vào răng sẽ thúc đẩy quá trình tiết nước bọt trong miệng. Nước bọt không chỉ có tác dụng nuôi dưỡng các cơ quan nội tạng, mà còn thúc đẩy quá trình tiêu hóa. Thứ ba, làm cho da mặt đàn hồi. Trong quá trình gõ răng, da mặt sẽ được điều khiển để di chuyển cùng nhau, có thể thúc đẩy quá trình lưu thông máu trên khuôn mặt. Kiên trì lâu dài có thể làm cho da mặt săn chắc, hồng hào và sáng bóng. Tác dụng thứ tư, có lợi cho việc đại tiện. Việc gõ nhẹ vào răng khi đi vệ sinh có thể chuyển hướng sự chú ý, từ đó loại bỏ sự căng thẳng ở hậu môn và niệu đạo, giúp việc đại tiện dễ dàng hơn. Thứ năm, tăng cường xương và não. Thận cai quản xương, còn răng là phần còn lại của xương. Răng và xương đều từ một nguồn và được nuôi dưỡng bằng tinh thận. Trong y học cổ truyền Trung Quốc, gõ răng có thể bổ thận,
bổ thận tinh, có lợi cho xương. Nếu thực hiện đều đặn, có thể củng cố xương, từ đó có thể giúp xương và não mạnh khỏe. 6. Có thể bổ thận. Có hai cơ chế tăng cường thận bằng cách gõ nhẹ vào răng trong y học cổ truyền Trung Quốc. Đầu tiên là răng, biểu tượng của thận, được nuôi dưỡng bằng tinh trong thận. Nếu tinh trong thận dồi dào thì răng sẽ chắc khỏe, không dễ rụng. Nếu tinh trong thận không đủ, răng sẽ dễ lung lay, thậm chí rụng sớm. Răng khỏe là một trong những biểu hiện của thận khỏe. Gõ nhẹ vào răng có thể giúp răng chắc khỏe, bổ sung tinh thận, nên có thể cường thận. Thứ hai là chất lỏng trong thận là nước bọt. Nước bọt là dịch miệng, là phần nước bọt đặc hơn. Gõ nhẹ vào răng sẽ thúc đẩy sản xuất nước bọt, gọi là dín dín, còn được gọi là dịch ngọc đấy. Tinh chất được thận tinh chuyển hóa, có thể nuốt không cần khạc nhổ, có tác dụng dưỡng tinh trong thận, nên có thể cường thận. Nếu bạn muốn biết thêm những điều lạ lùng, thú vị và nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, thì hãy theo dõi kênh Dr. Đô Nguyên Thiếu Official. Sẽ chia sẻ những bài thuốc cổ truyền, những giai thoại, câu chuyện cuộc sống với các bạn tại đây mỗi ngày. Tôi chúc tất cả các bạn một cuộc sống hạnh phúc và mạnh khỏe. Chào tạm biệt.